Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thành Đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin Thế Giới với Vạn Lý. Vạn Lý xin kính chào quý vị và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tin Thế Giới. Tin Bắc Mỹ, Tòa Bạch Ốc vinh danh sinh viên gốc Việt. Hôm thứ Năm 5 tháng 4 vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã tuyển chọn 9 nhà lãnh đạo và tổ chức người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, được gọi tắt là AAPI, thắng giải quán quân cho những mẫu chuyện video nói về What is your story? Được tạm dịch là câu chuyện của bạn là gì? Chương trình này được Tổng thống Obama phát động vào mùa thu năm 2011 về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, về những sáng kiến cho tương lai. Tòa Bạch Ốc đã nhận được hơn 200 video và 35 bài luận văn nói lên nét nổi bật của những câu chuyện cá nhân của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương trên toàn quốc. Họ là những người mang đến những thay đổi để phục vụ và đẩy mạnh cộng đồng qua những kinh nghiệm và sự cống hiến. Một trong 9 người đoạt giải có Võ Mỹ Linh, hiện nay là sinh viên tiến sĩ về tâm lý học lâm sàng tại Đại học John F. Kennedy ở California và là thiện nguyện viên cho chương trình Standing Against Global Exploitation Project, can thiệp vào những việc bóc lột phụ nữ và cho những trung tâm sức khỏe cộng đồng. Với kỹ năng chuyên môn, Võ Mỹ Linh sẽ mang lại giảm thiểu về việc giảm kỳ thị liên quan về vấn đề sức khỏe tâm thần cho từng cá nhân và gia đình bị thiệt thòi, thiếu ưu đãi và hiểu biết. Cựu thị trưởng DC xin lỗi về lời phát biểu của ông, thành viên hội đồng DC và là cựu thị trưởng DC Marion Barry hôm thứ Ba. 3 tháng 4 đã chỉ trích và đề nghị sở hữu trụ của các doanh nghiệp châu Á trong khu vực 8 và thay vào đó là những doanh nghiệp của người Mỹ gốc châu Phi. Sau khi chiến thắng sơ khởi của thành phố thuộc khu vực 8, những lời chỉ trích đã đưa ra sau đó và làm mờ đi chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc bầu cử sơ bộ của ông Barry. Theo tin của AP hôm thứ Năm 5 tháng 4, ông Barry đã đưa ra lời xin lỗi đối với một số thành viên của cộng đồng châu Á và DC. Cựu thị trưởng đã giành được chiến thắng cho chiếc ghế dân chủ khu vực 8 với 73% phiếu bầu đảm bảo cho một nhiệm kỳ 4 năm kế của ông Barry. Tình Trung Đông, Iran và cộng đồng quốc tế tiếp tục đấu võ mồm. Lệnh cấm vận tài chính Iran của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực từ 28 tháng 6 và của Liên Âu vào 1 tháng 7, trong khi giá xăng dầu tăng đến 15% kể từ tháng Giêng năm 2012. Cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Tổng thống Obama cho rằng thiệt hại do giá xăng dầu tăng vì gián đoạn tiếp liệu từ Iran không xứng bằng chiến tranh quy ước mà Hoa Kỳ sẽ can dự. Hoa Kỳ sẽ miễn thuế cho các công ty ngoại quốc nếu giảm nhập cảng dầu từ Iran, trong khi một số nhà lập pháp lưỡng đảng yêu cầu chính phủ Obama tài trợ tương tự cho các công ty năng lượng. Các quốc gia nhập cảng dầu Iran nhiều nhất như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn đã ngưng dựa vào Tehran. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tự chế, vị ngoại trưởng Israel khi thăm Bắc Kinh đã ám chỉ sẽ đánh phủ đầu Iran. Iran tiếp tục câu giờ khi đảo ngược lời hứa nối lại đàm phán vấn đề hạt nhân tại Istanbul và đề nghị họp tại Baghdad hoặc Damascus vì biết chắc Tây Phương không thể chấp nhận. Võ quýt giày móng tay nhọn trên dải Gaza, người cầm đầu tổ chức Thánh chiến Hồi giáo tuyên bố tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn với Israel kể từ 6 tháng 4 để chấm dứt tình trạng pháo kích và oanh tạc giữa dải Gaza và Israel. Tuy nhiên, trong một diễn văn hùng hồn ngày hôm trước, lãnh tụ của tổ chức này hô hào tiếp tục đấu tranh và thánh chiến, không đầu hàng, không chấp nhận điều kiện do Israel áp đặt. Nhóm Thanh chiến Hồi giáo hoạt động liên tục tại dải Gaza từ năm 1979 và thực hiện các vụ đánh bom, pháo kích vào Israel. Các nhóm dân quân chống Israel thường muốn chứng tỏ thái độ cứng rắn hơn Hamas trong việc đối phó với Tel Aviv. Ngược lại, Hamas và dân tại Gaza không muốn chịu sự trả đũa của Israel. Tham mưu trưởng quân đội Israel tướng Benny Gantz hứa sẽ trả đũa quyết liệt đối với các nhóm nhân quân đã pháo kích từ bán đảo Sinai vào Islat hôm 5 tháng 4. Israel đã đóng cửa biên giới với Tây Ngạn trong 2 ngày lễ do người Do Thái kể từ 0 giờ 6 tháng 4. Xung đột giữa Palestine và Israel chỉ thực sự chấm dứt khi hai dân tộc Do Thái và Ả Rập chấp nhận chung sống hòa bình. Tin Nam Á, hòa giải sắc tộc tại Miến Điện. Chính quyền Miến Điện và Liên hiệp dân tộc Karen đã bước vào 2 trong 3 giai đoạn hòa giải sắc tộc kể từ 6 tháng 4 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dài nhất thế giới. Quân đội giải phóng dân tộc Karen của Liên hiệp tranh đấu cho quyền tự trị sắc tộc ngay sau khi Burma giành được độc lập từ Anh quốc năm 1949.
Tổng thống Thanh Sen kêu gọi đối thoại hồi tháng 8, thì chính phủ đã phải đàm phán với hơn một tá quân đội hoặc các nhóm chính trị sắc tộc. Tại bàn đàm phán giai đoạn 2, Liên Hiệp đã đưa ra 6 điểm như bảo đảm hưu chiến, xây dựng niềm tin, chấm dứt hành hạ và lao động cưỡng bách, lập tức phóng thích tù chính trị, tái định cư và tái phân bổ đất đai. Yêu sách tự trị của sắc tộc Karen gây thêm phức tạp trên bàn đàm phán đợt 2 về hòa giải chính trị. Hôm 5 tháng 4, Napido cũng đã đạt được thỏa thuận hưu chiến với đảng giải phóng Arakan chấm dứt 3 thập niên xung đột tại tiểu bang Rakhine. Quân đội cố rửa sạch vết máu trên tay, các nhóm phiến quân quá mệt mỏi, dân chúng đòi hỏi dân chủ và phát triển, cộng đồng đang cố kéo theo Miến Điện ra khỏi vùng lầy nội chiến và lạc hậu, nên tiến trình chuyển hóa tại quốc gia này khó đảo ngược. Tình châu Phi, Mali trong cơn xáo trộn, quân đội giải phóng Bắc Mali tuyên bố thành lập quốc gia Adawad độc lập hôm 6 tháng 4 sau khi chiếm một thành phố quan trọng ở phía Bắc Mali và kêu gọi quốc tế mau chóng công nhận, bị Pháp bác bỏ. Sắc tộc du mục Tuareg đã ấp ủ giấc mộng ly khai từ khi Mali giành độc lập từ tay người Pháp năm 1960, nhưng ít được sự ủng hộ từ ngoại quốc do các quốc gia láng giềng sợ lây nhiễm phong trào ly khai. Vũ khí, nhân lực từ cuộc xung đột Libya đã đổ vào Mali kể các tổ chức Hồi giáo liên hệ với Al-Qaeda, giúp cho quân đội giải phóng tiến nhanh trong khi một nhóm sĩ quan trung cấp làm đảo tránh tại thủ đô Bamako hôm 22 tháng 3. 15 quốc gia trong vùng đã ủy nhiệm cho Burkina Faso là trung gian thuyết phục người cầm đầu phe đảo tránh, đại úy Amadou Sanogo ra đi để đổi lấy, bỏ cấm vận và giúp ổn định tình hình. Tuy nhiên, nhóm quân nhân cầm quyền chưa phúc đáp. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi đã chuẩn bị phái 3.000 binh sĩ đến Bali nhằm tái lập hiến pháp và ngăn phiến quân tiến xa hơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bật trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Vạn Lý xin kính chào. Jackie Bong xin kính chào quý vị và nhận định về bà Christine Lagarde nắm kinh tế tài chính thế giới trong tay bà. Thường, những phụ nữ lãnh đạo một quốc gia như tổng thống chỉ được quốc gia mình bầu vào chức vụ mình ra ứng cử. Nhưng có một phụ nữ nổi bật sáng giá nhất được nhiều quốc gia trên thế giới tín nhiệm bầu làm tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Đó là bà Christine Lagarde, một người Pháp. Bà từng là cựu Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp tại Pháp Quốc. Chức vụ mới của bà là làm sao cho 187 quốc gia thành viên IMF duy trì ổn định kinh tế toàn cầu, giúp họ trong lúc hoạn nạn, để mỗi quốc gia có thể thịnh vượng. Bà Lagarde có những đặc tài nào để thực hiện nuôi dưỡng tiền tệ toàn cầu, thiết lập tài chính an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, tăng trưởng cho kinh tế toàn cầu lên cao và giảm bớt đói nghèo trong lúc nhiều quốc gia như Hy Lạp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị rơi vào khủng hoảng nợ công, suy thoái và hỗn loạn. Đây là những bài toán nhức đầu thách thức bà Lagarde khi nhận lãnh trách nhiệm. Để tránh cho các quốc gia này không vỡ nợ, bà phải khôn khéo đưa ra những biện pháp thuyết phục Hội đồng Ban Quản trị IMF lấy những quyết định cần thiết cho Hy Lạp cũng như các quốc gia khác được vay tiền để giải cứu họ. Bà đã phối hợp với các quốc gia trong Eurogroup chấp nhận cho các quốc gia này vay tiền và đã thành công trong sứ mạng được giao phó. Trong tuần vừa qua, bà tiếp xúc với các phóng viên ở Press Club tại Hoa Thịnh Đốn và tuyên bố Ngân hàng Trung ương đã làm các thị trường tài chính ổn định lại và kinh tế châu Âu có dấu hiệu khích lệ như còn căng thẳng. Bà cũng nói là kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng và thêm việc làm. Bà kêu gọi cải thiện và phối hợp các hệ thống tài chính các quốc gia cho mạnh hơn để đem lại an toàn, đặt quyền lợi xã hội trên thành tựu tài chính vì hiện có 200 triệu người đang thất nghiệp trên thế giới. Bà cho IMF là một câu lạc bộ kinh tế quốc tế và kêu gọi các nước phát triển giúp giải quyết những khủng hoảng, duy trì cân bằng ngân sách, cải tổ tài chính về mặt pháp lý để nâng cao khả năng cạnh tranh trên toàn cầu và phân chia đồng đều những thành tựu kinh tế cho các thành phần trong xã hội. Những phụ nữ lãnh đạo như bà Lagarde từng nuôi dưỡng con cái,
chẳng những có tầm nhìn thấy xa hiểu rộng để phát triển kinh tế tài chính cho toàn cầu được hưởng lợi, mà còn có tầm nhìn nhân đạo xã hội, kêu gọi chia sẻ phần ăn trong gia đình vi mô để mỗi cá nhân và cả nhân loại được chung hưởng. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thình Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.